Hãy mở rộng tình thương hy sinh như từ mẫu suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Mettan chasapa lokasmin mana sampawa ye aparima nang uthang atho chati yan cha sampa thang awe rang atapatang. Từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải trên giới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không giận hờn oán thù. Tuy thành cha răng này xin nô hoa sa gia nô hoa giao và ta sa vi ca tâm mê thô hê tăng sa tín na thị thầy gia brahm ma mê tăng vi hà răng ít tham ma hu. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, hãy giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh phẩm hạnh chính ở đây. Đích thịnh cha anu pa gom ma si la qua đa sa ne na sam ba no ka me su vi nay ya ke tăng này cha tu gau pa sa y yang pu na re ti ti ai sa li kiến thủ có giới hạnh nghiêm trì đạt cảnh tri viên mãn không ái nhiễm dục trần thoát ly đường sinh tử. Dạ, con xin hồi hướng công đức. Sa thú lành thay. Yang kiên chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang. Ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no. Ca tạng phù nha pa lăng mây hàng sa pê pha ghi pha hoàn tu tê. Ye tạng ca tạng su vi di tạng din nang phù nha pa lăng mây ya ye cha ta tha na cha nan ti đề hoa gần tòa ni huê đa dung. Sa pê lô cam hi ye sa ta chi hoàn ta ha ra hê tu ca. Mất nụn nhạc phô cha nang sa pê la phàn tu ma ma chê. Ta xa tí, bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tất thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích những phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Hỷ đằng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta dô. Hỷ đằng quá ta mê bù nhàng à sa hoa kha dô quá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Xin đọc bài Trải tâm từ. Sabbe puratimaya disa yasata avera sukhi hontu. Sabbe puratimaya anudisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe dakhinaya disa yasata avera sukhi hontu. Sabbe dakhinaya anudisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe pachimaya disa yasata avera sukhi hontu. Sabbe pachimaya anudisa yasata avera sukhi hontu.
Sape utaraya disaya sata awera suhi huntu. Sape utaraya anu disaya sata awera suhi huntu. Sape uparimaya disaya sata awera suhi huntu. Sape hetimaya disaya sata awera suhi huntu. Sape sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu arogya hontu sampatti sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta janidukha vayapatta chani phaya soka patta chani soka hontu sape pipani no. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng đâu, hãy cho được sự nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và con xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau ca thảy. Và bây giờ là 4:30 sáng giờ Việt Nam. Và con kính nhiều mít lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sơn Khai giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sơn Khai giá. Chư thiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 3. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Ra thành lát tây giác sa quần đà mỹ. Quý thù ma hê si á răng tát thai gá tô lô Quý tâm mô sắc bá gá rù hí chệt thác vô lô cá sá sá thai Chá ná đầm mắc vô quý đồ quần đà má hành tăng ná ra phù Chá này giác cần Như lai giác ngộ pháp màu Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng Thoát ly phiền não trói trăng Tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng Tử đế Ngài đã tin tưởng Thông minh dạy bảo dân lương thoát trần Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ quý gia tá sa sa thu nô lô ca. Cà nam học bá đi phù tí sanh nhá tù hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần. Pháp bảo với như ánh vàng như lai phai sáng vẹt màng vô minh. Phá tan lầm lạc dũng sinh đầy nhận Phật tổ quân binh rõ ràng con xin lễ lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường.
sang phù vi su thù chú ca ta sa sa quá phù thích khà chú ca mù quá ca phòng mắt thích khà phù niên đà bất sẵn sa lý an à đá rù quá rù hoàn đà mắt hành tăng ná ra phù. Cái này giác tăng tăng bảo thinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chung. Nhớ gì? Tất cả về nơi sẽ trả tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tăng hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả. Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Câu Phật ngôn số 3. Hắc khúc chi măng a hua thi măng hắc khúc chi xin lỗi cho anh nghe. Câu nào mới bí em cho chúng tôi? Xin lỗi nha, đạo hữu thiện tri. Ở trong này có ai nickname thiện tri đâu. Sao bí em? Quý vị đồng cảm ha. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. Câu đầu tiên. Ác cô chí mẫn. Ác cô chí. Alo, alo, đạo hữu dự tỉnh là ai vậy? Đạo hữu dự tỉnh là ai? Tại sao đường sinh hoạt cái này bị em làm trở ngại cho đạo tràng? Mới vô lớp ha? Biết kết liền ha? Hồi nãy thấy có nickname này, bây giờ đóng mất tiêu rồi. À, bị em vô chúng tôi mấy lần. Rồi, bỏ cua chạy lấy người rồi. Người ở bên Chiếc Hà ha. Ồ, vậy là chắc là Chiếc Hà coi như thuộc lét hay gì. Để cho cái vị đó bị em làm cản trở lưu thông. Rồi, bây giờ chưa biết dùng ha. À, trời ơi, mới vô mà coi như tại sao là kỳ cục vậy. Nữ gọi là bằng xích nha. Còn nam gọi là huynh ha. Rồi bây giờ trở lại bài học nè. Ác có chi măng a hoa thi măng. Ác có chi măng a hoa thi măng. Ác có chi măng a hoa thi măng. Rồi câu số 2. A chi ni măng a ha si mê. A chi ni măng a ha si mê. Ha còn lại hai câu này ha. Hắc cô chi măng a hoa thi măng a chi ni măng a ha si mê. Ác có chi măng áo quá thi măng anh chi ni măng a hà si mê. Ác có chi măng áo quá thi măng anh chi ni măng a hà si mê. Câu 3 câu 4 ha. Về cha tầng u ba này hành tị
ye cha đăng upa nay hành tị ye cha đăng upa nay hành tị quê răng tê sang na sam ma tị quê răng tê sang na sam ma tị quê răng tê sang na sam ma tị. Bây giờ là ôn lại câu 3, câu 4. Về cha tăng u ba này hành tí quê răng tê sang na sam ma tí. Về cha tăng u ba này hành tí quê răng tê sang na sam ma tí. Về cha tăng u ba này hành tí quê răng tê sang. Thì chúng ta ôn lại ha. A có chi măng a quá thị măng a chi ni măng a hà để cha tăng rằng tề rằng a có chi măng a quá thị măng a chi ni măng a hà sĩ về cha tăng u ba này hành tí quê rằng tề sang na sam ma tí a có chi măng a quá thị măng a chi ni măng a hà sĩ mê về cha tăng u ba này hành tí quê rằng tề sang na sam ma tí. Ở đây chúng ta có thêm một cách đọc nữa, không phải đọc nguyên câu mà chúng ta đọc một lần hai câu cũng được. A có chi măng a quá thị măng a chi ni măng a hà si mê về cha tăng u ba này hành tí quê rằng tề sằng na sam ma tí. Cách đọc thứ hai thì chúng ta thấy dễ đọc hơn ha, đọc một lần hai câu, đừng có đọc từng câu một ha. A có chi măng a chi a quá thị măng a chi ni măng a hà si mê về cho tăng u ba này hành tí quê rằng tề sằng na sam ma tí. Đọc lại ha. A có chi măng a quá thị măng a chi ni măng a hà si mê về cha tăng u bát này hành tí quê răng tề sằng na sầm ma tí. Đó là cái cách mà chúng ta đọc theo dụng kinh ha, tức là trường âm đoạn âm rõ ràng. Cách đọc một cách mà chúng ta đọc theo dụng kệ, đọc dụng kinh cũng như dụng kệ để chúng ta nhuần nhuyễn trong cái cách đọc. Và hội chúng nào thì chúng ta áp dụng theo cái hội chúng đó. Họ đọc dòng kinh thì chúng ta đọc dòng kinh, họ đọc dòng kệ thì chúng ta cũng đọc dòng kệ được, chứ không phải là không. Vậy thì một câu tám từ chúng ta chia làm hai và đọc cũng giống như dòng kinh, có nghĩa là một lần đọc hai câu. Bây giờ chúng tôi kể trước. A có chi măng a quá thị măng a chi ni măng a ha si mê về cha tăng u ba nay hành tí quê răng thế sang na sam ma tí. A có chi măng a quá thị măng a chi ni măng a ha si mê dễ cha tăng u ba nay hành tí quê răng tê sẵn na sâm ma tì ân có chi măng a quá thi măng a chi ni măng a ha si mê dễ cha tăng u ba nay hành tí quê răng tê sẵn na
Samati. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Rồi, xin mời Sĩ Kim, Sĩ Meta, Sĩ Kim Nhung. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hôm nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 3, rồi con sẽ chạy xô hồng mở lại. Coi chuyện nha. Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 3 người. 2, 3 người nghe vậy đủ rồi. Vậy không có sao ha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu số 3. Akkhocchimang avatthimang acinimang ahasime về cha tăng upan này hành ti huệ rằng tề sằng na sầm mát ti ấp chi mằng a wa thi mằng a chi ni mằng a hà si mẹ về cha tăng upan này hành ti huệ rằng tề sằng na sầm mát ti. Phân tích câu 1, câu 2. Ấp cốc hai chữ âm nhắn, chí đoạn âm măng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, á quá thí ba đoạn âm, măng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, á chí ní ba đoạn âm, măng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, hà chừng âm thông thường, xí đoạn âm, mê chừng âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ác khóc chi măng, á quý măng, á chí ní măng, á hà chí mê về cha tăng u pha này hành ti huệ rằng tề sằng na sầm ma ti. Về chừng âm thông thường, chá đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, u pá hai đoạn âm, này hành hai chừng âm nhắn, tí đoạn âm, huệ chừng âm thông thường, răng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, tề chừng âm thông thường, sằng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, sầm chừng âm nhắn, má tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài, rồi ca chệ. Về chá tăng úp hành này hành tí huệ rằng tề sằng na sầm má tí. Ác khóc chi măng, á quá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê. Về chá tăng úp hành này hành tí huệ rằng tề sằng na sầm má tí. Khóc chi măng, á quá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê. Về cha tăng úp pa này hành ti huệ rằng tề sằng na sầm ma ti. Thôi dịch đi, dịch rồi ca kệ. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ ca kệ. Akho chi măng, a wa thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Về cha tăng u pa nai han ti, quê răng tê sang na sam ma ti. Akho chi măng, a wa thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Về cha tăng u pa nai han ti, quê răng tê sang na sam ma ti. Gì đây, Phật pháp online ba cái bông diêm dương rồi tím tím nhạt đẹp quá, wow ba bông hoa. Bữa nay ông ai vỗ tay vỗ tưng hết. Dạ cảm ơn sư, chắc con không có sai gì hết. Cảm ơn quý vị đã tặng bông hoa và con xin nhường lại cho cô Mít Tài rồi cô Hồng Thị Dâm Dung và con bye. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính lễ Đạo Quý Cô Tu Nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài cầu Phật cú số 3. A cốc chi măng, a hoa thi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Về cha tăng ô ba này hành tí huệ rằng tê sang na sam ma ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2.
ác cốc là hai trường âm nhấn, chí đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quá thí là ba đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á chí ní ba đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đoạn âm ha trường âm thông thường, xí đoạn âm mê trường âm thông thường. Ác cốc chí măng á quang a chi ni măng a hà si mê. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Dê trường âm thông thường, chá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú bá hai đoạn âm, nay trường âm nhấn, hành trường âm nhấn, tí đoạn âm, quê trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm. Dê chá tăng u ba tê xăng hát xăm má tí. Dạ con xin đọc lại hết bài. A cốc chi măng a qua thi măng a chi ni măng a hà si mê. Về cha tăng u ba này hành ti huệ rằng tê sang na sam ma ti. A cốc chi măng a qua thi măng a chi ni măng a hà si mê. Về cha tăng u ba này hành ti huệ rằng tê sang na sam ma ti. Nó mang tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A cốc chi măng, a hoa thi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Dê cha tăng u ba này hành tì quê răng tê sang na sam ma tì. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho cô Kim. Ôi dạ cô Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, Cam Thiên Vũ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Ác cốc chi măng, a hoa thi măng, a chi ni măng, a hà si mề, dề cha tăng, u ba này hàn, ti huề rằng, tề sằng, na sầm, mát tí. Ác cốc chi măng, a hoa thi măng, a chi ni măng, a hà si mề. Về cha tăng u ba này hành ti huệ rằng tề sằng na sầm ma tị. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ác cốc là hai trường âm nhấn, chí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quá thí là ba đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á chí ní là ba đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Ác cốc chi măng, a hoa thi măng, a chi ni măng, a hà si mề. Dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú bá là hai đoạn âm, nay han là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, xăm
là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. Ác cốc chi mằng a wa thi mằng a chi ni mằng a hà si mề dề cha tằng u ba này hành ti huề rằng tề sằng nát sầm mát tí. Con xin kể ạ. A câu chi măng a wa thi măng a chi ni măng a ha si mê ye cha tăng u ba nay han ti we rang te sang na sam ma ti. A câu chi măng a wa thi măng a chi ni măng a ha si mê ye cha tăng u ba nay han ti we rang te sang na sam ma ti. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp ạ. Dạ con kính cảm ơn sư, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic, thân mời Hà. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Thầy, Nam mô Sơn Thầy. Dạ con xin lĩnh lễ ngày Chúa Đức, con kính lễ các cô phụ nữ, con kính chào đạo tràng và con xin cho bài. A khúc chi mặn a wa thi mặn a chi ni mặn a hà si mười về cha thần út ta này hành tí về rằng tề sầm na sầm na tí. A khúc chi mặn a wa thi mặn a chi ni mặn a hà si mười về cha thần út ta này hành tí về rằng tề sằng na sằng đa ma tí. Á khóc là hai trường âm nhấn chí đảm âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quá thí ba đảm âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á chí lý ba đảm âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm ha trường âm thông thường, xí đoạn âm, mê trường âm thông thường. A khóc chi mặn, a wa thi mặn, a chi ni mặn, a hà si mê. Dê trường âm thông thường, chá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Ú bá hai đoạn âm, mây hành hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Tê trường âm thông thường, sân trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Ná đoạn âm, sân trường âm nhấn, ná đoạn âm, tí trường âm đoạn âm, má tí hai đoạn âm. Về cha tăng út ta này hành tí về rằng tê sầm ná sầm ná. A khóc chi mặn, a wa thi mặn, a chi ni mặn, a hà si mề. Về cha tăng út ta này hành tứ về rằng tề sầm ná sầm ná tứ. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Và con xin kể. A khóc chi mắng, a wa thi mặn, a chi ni mắng, a ha si mê. Ye cha tăng út ba này hành tì về răng tê sẵn mà sẵn mà tì. Dạ con có sai, xin nhà và đại tràng chỉnh sửa. Dạ con cô Tịnh Diệu Tịnh ơi, nếu mà cô muốn cầm mic á, chút nữa cô đánh lên cái tín hiệu rồi con sẽ chỉ cho cô cầm mic nha cô. Dạ, dạ con xin xuống mic. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 3. Ác cốt chi măng, a wa thi măng, a chi ni măng, a si mê. Dê cha tăng, u pa này, hành ti quê răng, tê sang na sam ma ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Cốt hai trường âm nhấn, chí đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quá thí ba đoạn âm, măng
trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, chí, ní, ba đoạn âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Xí, đoạn âm. Mê, trường âm thông thường. Ắc, cốt, chi măng, a wa thi măng, a chi ni măng, a ha, si mê. Các phân tích câu 3, câu 4. Dê, trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú, thá, hai đoạn âm. Nay, hăn, hai trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Quê, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê, trường âm thông thường. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná, đoạn âm. Xăm, trường âm nhấn. Má, tí, hai đoạn âm. Dê, cha tăng, ú phá nay, hành tí quê răng, tê xăng, ná xăm, má tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 3. Ác cốt chi măng, á quá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê. Dê, cha tăng, ú phá nay, hành tí quê răng, tê xăng, ná xăm, má tí. Ác cốt chi măng, a qua thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Dế chăng u pa nay hành ti quê răng tê sáng, na sâm ma ti. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính chào tất cả đại tràng. Dạ, con xin trả lời câu pháp cú số 3. Cảm ơn Kim Nhung đã cho biết tín hiệu. Ông thanh rõ, con xin đọc bài ạ. Ác cốt chi măng, á quá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê, dê chát tăng, ú phá nay, hàm tí, quê răng, tê sang, ná sam, má tí. Ác cốt chi măng, á quá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê, dê chát tăng, ú phá nay, hàm tí, quê răng, tê sang, ná sam, má tí. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ác cốt chi măng. Cốc chi măng, a quá thi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Ác cốc, hai trường âm nhấn. Chí, giảm âm. Măng, trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Á quá thi, ba đoạn âm. Măng, trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Á chí ní, ba đoạn âm. Măng, trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Xí, đoạn âm. Mê, trường âm thông thường. Dê, trường âm thông. Dạ, con xin sám hối, con xin đọc lại. A cốc chi măng, a quá thi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Dê chát tăng, ú pa này hàm tí, quê răng tê sang nát sang má tí. Dê là trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú pá, hai đoạn âm. Nay hăng, hai trường âm nhấn. Tí đoạn âm, quê trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, xăng trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm, dê chát tăng ú pa này hàn tí quê răng tê xăng ná xăng má tí. Dạ con xin đọc lại câu 3. Ác cốt chi măng, á quá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê, dê chát tăng, ú pa này hàm tí, quê răng tê sang ná sam má tí. Dạ, con xin đọc kệ. Ác cốt chi măng, á quá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê, dê chát tăng, ú pa này hàm tí, quê răng tê sang ná sam má tí. A cốc chi măng, a quá thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Dê cha tăng u, bà nay hàm tí,
quê răng tê xăng ngà xăm ma ti. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã phân tích và đọc để xong. Nói gì sai, dạ Trí Đức và Đạo Tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn An Trần đã post bài. Dạ cảm ơn toàn thể Đạo Tràng đã lắng nghe. Dạ con xin xuống mic. Xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 3. A khúc chi măng a pa chi măng a chi ni măng a hà si mê chê sa tăng u pa nê hàn chi về răng tê sang na sam ma chi. A khúc chi măng a pa chi măng a chi ni măng a hà si mê chê sa tăng u pa nê hàn chi về răng tê sang na sam ma chi. Dạ, con đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Ác khúc là hai trường. Ác khúc. Ác khúc là trường âm nhắn, là đoạn trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Avathi là ba trường âm. Dạ, con xin lỗi. Avathi là ba đoạn âm. Mang a chi ni là ba đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, si là đoạn âm, me là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại. A khúc chi mang a va chi mang a chi ni mang a ha si me chê cha tăng u pa nê hàn chi về răng tê sang na sam ma chi. Dạ con phân tích câu 3 và 4. Chê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U pa là hai đoạn âm, nê hàn là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, vê răng tê xăng là bốn trường âm, ná là đoạn xăm là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. A khúc chi măng a va chi măng a chi ni măng a hà si mê về cha tăng u pa nê hàn tí về răng tê sang ngã sam mang a va chi mang a chi ni mang a hà si mê về cha tăng u pa nê hàn chi về răng tê sang ngã sam ma chi. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con kính cảm ơn sư Trí Đức và kính cảm ơn đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123, xin niệm từ Huynh Giang Nhật Hà chờ tí ha. Huynh Đăng Tầng hôm nay như vậy là tiến bộ. Nhưng mà trong sự tiến bộ đó thì Huynh An Tầng ha, chú ý chỗ này tí. À, trên chữ ấp chữ cốt phân nhấn ha, nhưng mà những cái từ sau quê răng tê xăng là bốn trường âm, chính xác nó là bốn trường âm, nhưng mà nó là trường âm gì ha? Quên năng chặn quê răng tê xăng nó là trường âm gì, chứ không phải là nói ô là mì ăn liền cho nó gọn đi đỡ mất thời gian. Không, thời gian của chúng ta còn nhiều ha, thì khi mà phân tích thì Huynh phải làm cho sáng tỏ. Và trong giọng đọc á thì cái câu cuối cùng quê răng tê xăng ná sầm ma tí, chữ sầm ma tí thì Huynh là đọc quá nhanh,
na samati. À, nếu mà đọc samati thì nó giống như là ba đoạn âm ha. Samati. À, chữ sam là một trường âm nhấn, Quynh phân tích rất là chính xác. Nhưng mà khi đọc ha, thì là đọc nó giống như một đoạn âm. À, vì sao? Chữ sam lẹ quá. Samati, nhưng mà Quynh đọc samati. À, đọc nhanh quá thì nó nghe giống như đoạn âm ha. À, hôm nay rất là tiến bộ. À, nhưng mà từ từ ha, cũng giống như chiếc hồng mai, lẹ quá, nhanh quá, đâu có thời gian mình cầm micro, đâu có ai giật đâu. À, quý vị cứ từ từ rồi nó cũng nhừ. Quý vị đọc lẹ quá đi ha, tiết kiệm thời gian. Ồ, không sao sao, một tí nữa Huynh có thời gian Huynh sẽ lên phân tích câu này. À, còn để cho bà con lên phân tích chúng ta học thì chúng ta phải có ý kiến như thế nào đối với câu Phật ngôn này. À, bởi vì câu Phật ngôn này Đức Phật ám chỉ cho cái người đó, nhưng mà mình không phải người đó. À, mình không có hữu duyên như người đó, có ba la mật đầy đủ như người đó, mà Đức Phật nói cái là mình hiểu liền, mình là những người vô duyên này. Chính cái vô duyên này chúng ta chịu ý kiến để trở thành hữu duyên. Chúng ta hiểu một cách chân chánh, chúng ta đâu có gặp Đức Phật đâu ha. Mà đây là một cái lời nói mà suốt cả 2000 trên 2600 năm ha. Thì bây giờ coi như làm sao chúng ta hiểu được. Cho nên đối với thời buổi bây giờ, chúng ta hiểu qua cái khái niệm của hiện thực, tức là trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta hiểu như thế nào. À, trong cuộc sống này, tại sao nó mắng tôi này, nó đánh tôi này, tại sao nó thắng tôi, nó cướp tôi này. À, tại sao mình không có oan trái gì cả, mình nghĩ rằng mình vô tội, nhưng mà cái vấn đề nhân quả, để rồi nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi. À, cái nhân quá khứ mình đã tạo, bây giờ cái quả mình phải chấp nhận. À, nếu mình hiểu như vậy thì những cái gì trong cuộc sống chúng ta cũng có thể hóa giải ha. Rồi, nhưng mà hôm nay là Quynh đang trần vậy là tiến bộ ha, chỉ còn có những cái lễ tẻ ha. Những cái lễ tẻ chút chút thôi, không sao. Mời xin niệm từ Quynh Văn Nhật Hà nha. Dạ, con cảm ơn Ngài. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Và con kính lễ với bà với cô tu nữ, và con kính chào Đạo Tràng. Và cảm ơn Đạo Tràng đã cho niệm từ biết là âm thanh rõ. Và con xin đọc bài Pháp Cú hôm nay là câu số 3. Dạ. Cốc chi măng, a quá chi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Dê cha tăng, u ba nê, hành tí xê, răng tê, sang na sâm mát tí. A cốc chi măng, a quá chi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Dê cha tăng, u ba nê, hành tí quê, răng tê, sang na sâm mát tí. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. A cốc chi măng, a quá chi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Và câu số 1, ốc là trường âm nhấn, cốc là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Á, quá, thí là ba đoạn âm, trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Và câu số 2, á, chi ni là đoạn nguyên âm. Á là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Dê cha tăng u ba nê hành tí huê răng tê sang na sâm mát tí. Dạ, câu số 3. Dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm.
U bá là hai đoạn âm, đê han hăng là trường âm nhấn, hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu số 4, quê là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, xăng xăm là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại 4 câu. Akok chi măng, awa chi măng, a chi ni măng, a ha si mê, ye chát tăng, u ba nê, hành ti vê, ye chát tăng, u ba nê, hành ti vê, răng tê, sang na sam mát ti. Akok chi măng, awa chi măng, a chi ni măng, a ha si mê, ye chát tăng, u ba nê, hành vê, ti về hằng tề sằng na sầm mắt tí. Và con xin kệ câu pháp cú số 3. A cột chi măng, a quả chi măng, a chi ni măng, a hà si mê. Về cha tăng u bà này hành ti, về răng tề sằng na sầm mắt tí. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, họ tù không thể ngu. Đó là bản dịch chữ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lời dùm con. Và cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 3 ngày hôm nay ạ. A cốc chi măng, a vã thi măng, a chi ni măng, a hà si mê, dê chát tăng, u bà nây hành, ti quê răng, tê sang, na sâm, mát tí. A cốc chi măng, a quả thi măng, a chi ni măng, a hà si mê, dê chát tăng, u ba nây hành, ti quê răng, tê sang, na sâm, mát tí. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. A cốc là hai trường âm nhấn, chí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, vá, thí là ba đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, chí, ní là ba đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Ắc cốc chi măng, á quá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê. Và câu số 3 và câu số 4. Dê chá tăng, u ba nầy hành, tí quê răng, tê xăng, ná xăm, mát tí. Và dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá là hai đoạn âm, nay hành là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, vê là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, má, tí là hai đoạn âm. Dê chá tăng, u bá nầy hành, tí quê răng, tê xăng, ná xăm, má tí. Dạ, con xin đọc lại ạ. A cốc chi măng, a quả thi măng, a chi ni măng, a hà si mê, dê chá tăng, u bá nầy hành, tí quê răng, tê xăng, ná xăm, má tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A cô chi măng, a qua thi măng,
a chi ni măng a ha si mê ye cha tăng u pa nay han ti we răng tê sang na sam ma ti. A măng măng a se ye ti we răng tê sang na sam ma ti. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ cảm ơn huynh An Trần đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngày, con kính đảnh lễ với cô Tư Nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài một câu khất cú, câu số 3. Ất cốc chi măng á quát thi măng á chi ni măng á hà si mê dê cha tăng u pa này hàn tí quê răng tê sang na sam ma tí. Ất cốc chi măng á quát thi măng á chi ni măng á hà si mê dê cha tăng u pa này hàn tí quê răng tê sang na sam ma tí. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ất cốc, hai trường âm nhấn, chí trường âm thông thường măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, vá, thí, giọng nguyên á, đoạn âm chí, ní, hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ất cốc chí măng, á, vá, thí, măng. À, xin lỗi, còn cái á là á ha xí, là á là đoạn âm ha, trường âm thông thường xí mê thông thường niết măng á ha xí mê. Câu 3 và 4. Âm ú đoạn âm phá đoạn âm nay han, hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, quê trường âm thông thường, răng trường âm thông đọc theo giọng nguyên âm, tê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, xăm chất tăng tí quê răng tê xăng ná xăm mát tí. Con đọc hết lại. Ất cốc chi măng á quát thi măng á chi ni măng á chi ni măng á hà si mê dê cha tăng u pa này hàn tí quê răng tê sang na sam ma tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Hòa thượng Thích Minh Châu. Ất cốc chi măng á quát thi măng thi măng a si mê ye cha tăng u pa nay han ti quê răng tê
âm. Chữ quê là trường âm thông thường, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tê là trường âm thông thường, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ná là đoạn âm, chữ xăm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Đọc lại nguyên bài. A cấp chi măng a pha chi măng a chi ni măng a hà chi mê dê cha tăng u ba này hằng ti quê răng tê xăng ná xăm má tí. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Dạ, con xin phép được kệ. A cấp chi măng a ba chi măng a chi ni măng a ha si mê về cha tăng u bà này hăng ti về răng tê xăng na sâm ma ti. Dạ, con xin sư và quý vị trong lớp sửa bài dùm cho con xin xuống, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn thần mai chị Meta Thích Kim Nhung, Nét Đa Men cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh nghe rung im rung, nghe anh Nhật Quỳnh chạy lại. Dạ, mời hành kiểm nha. Nam mô ơn đức Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 3. Ác cốc chi mặng, á quá thi mặng, á chi ni mặng, á hà si mê. Về cha tặng ô bát này hành tư quê đàng tề sẵn na sàm ma tí. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ác cốc chi mặng, á quá thi mặng, á chi ni mặng, á hà si mê. Ác cốc là hai trường âm nhấn, chí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quá thí là ba đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Á câu chi măng, á quá thí măng, á chi ni măng, á hà si mê. Còn đọc phân tích câu 3, câu 4. Về cha tặng út bên này hàn ti quê rằng tề sằng na sằm ma ti. Về là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá là hai đoạn âm, nay là trường âm nhấn, hai là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, D là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, âm, xăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, tí là đoạn âm. Về chấp tặng ô bát này hành ti quê đằng tề sàng na sàm ma ti. Con xin đọc nguyên câu số 3. Câu chi măng, a quá thi măng, a chi ni măng, a hà si mê.
Dê cha tăng ô bát nài hàn tí quê trăng tê sang na sàm ma tí. Dạ con xin kể. A cao chi măng a qua thi măng a si ni măng a ha si mê. Dê cha tăng ô bà này hàn tì quê răng tê sang na sàm ma tì. Dạ con xin đọc câu kệ ngôn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể ngôi. Dạ con đã đọc xong và phân tích và kể xong. Con kính xin sư và quý đạo tràng chỗ nào sai thì sửa cho con ạ. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng và mời người kế tiếp. Và con xin cảm ơn. Dạ sa thủ kính cảm ơn sư thầy Hình Kiểm. Nam mô Bụt Tha. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, nhật bình kính chào đạo tràng. Dạ còn vị nào chưa trả bài không, nhật bình kính mời bàn tay ạ. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ Hồng Mai trả bài chưa? Dạ quý vị còn vị nào chưa trả bài xin mời bàn tay ạ. Chiếc lá mùa xuân ơi, có người kiện nè. Chiếc lá mùa xuân ơi, alo chiếc lá mùa xuân. Rồi, mời chiếc lá mùa xuân nha. Á ha, hà thủ bàn tay Trần Phụng nữa. Sẽ duyên nữa hả? Đó, có người kiểm tra hết trơn rồi. Dạ, mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin đảnh lễ sư Chí Đức. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật số 3. Ác khóc chi măng Áwati măng Achini măng Aha si mê. Về cha tăng Upana Upan này hằng ti quê rằng tề sằng na sầm ma tí. Khóc chi măng a quát thi măng a chi ni măng a hà si mê. Khóc là hai trường âm nhấn, chí là đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quá hai đoạn, á quá thí ba đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á chí ní ba đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm ha trường âm thông thường, xí đoạn âm mê trường âm thông thường. Á khóc chi măng á quá thí măng á chí ní măng á hà xí mê. Về cha tăng u ban này hằng tí huệ rằng tề sằng na sầm ma tí. Về trường âm thông thường, chá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú bá hai đoạn này trường âm nhấn, nay hành là hai trường âm nhấn, tí huệ tí đoạn âm, quê trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. T trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná đoạn âm, xăm trường âm thông trường âm nhấn. Má đoạn âm, tí đoạn âm. Về chát tăng u ba này hành tí quê rằng tề sang ná xăm má tí. Ác khóc chi mặn á qua thi mặn á chi ni mặn. Con đọc lại. Ác khóc chi măng a qua thi măng a chi ni măng a hà si mê. Về cha tăng u ba này hành ti huệ rằng tề sằng na sầm ma tí. Ác khóc chi măng a qua thi măng a chi ni măng a hà si mê. Về cha tăng u ba này hành ti huệ rằng tề sằng na sầm ma tí. Ác khóc chi măng á quá thi măng á chi ni măng á hà si mê. Về cha tăng u ba này hành tí huệ rằng tề sằng ná sầm má tí. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
A khóc chi măng, a hoa thi măng, a chi ni măng, a ha si mê. Dê cha tăng ú bay hành tì, quê răng tê sắng, nà xăm ma tì. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống bức. Alo, 123, 123, chị Trần Phúng, chờ chút ha. Phân tích thì phân tích chính xác, nhưng mà khi đọc á, tại sao mà lại thêm cái dấu vô đó mà giống như tiếng Việt Nam mình đó ha. Tham lam, sân hận, si mê này. Ở đây nghe rõ ràng tiếng si mê trong đó ha. Alo, chiếc lá mùa xuân. Khi phân tích á, thì chữ aha si thì A là đoạn âm, Ha là trường âm thông thường, Xí là đoạn âm, Mê là trường âm thông thường. Vậy mà phân tích chính xác như vậy, nhưng mà khi mà đọc lại là thành ra chữ Xí, Mê. Ngộ quá ha. Muốn tạo một dấu ấn để coi đạo tràng có theo dõi hay không ha. Ê, không có thử nữa nha. Đọc cho đọc thiệt chứ không có đọc thử à. Rồi mời sư Trần Phụng. Dạ alo, dạ con kính đảnh lễ Ban Hoa Tâm Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ con kính chào đạo tràng, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con được xin phép được đọc câu pháp cú số 3. Ất cốc chi măng, a va thi măng, a chi ni măng, a hà si mê, dê cha tành, u ba này hành tí, về răng tê sang ná sang má tí. Ác cốc chi măng, á vá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê. Đề cha thành ú bá này hàn tí, về rành tề sành ná sành mà nế ná tí. Ác cốc chi măng, á vá thi măng, á chi ni măng, á hà si mê. Đề cha thành ú bá này hàn tí, về rành tề sành na sành ma tí. Dạ con xin phân tích. Ác cốc là hai trường âm nhấn, chí là đoạn âm, măng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, á vá thí là ba đoạn âm, măng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, á chí ní là ba đoạn âm, măng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, á là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u bá là hai đoạn âm, nay hanh là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, v là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, T là trường âm thông thường, xanh là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, xanh là trường âm đặt, xanh là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. A cốc chi măng, a vá thi măng, a chi ni măng, a hà si mê, về cha tành út ba này hàm tí, về rành tề sành ná sành má tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hờ
hiềm hận ái hận thù không thể nguôi. Dạ, đây là đoạn dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin được kể. A cúc chi măng a pha thi măng a chi ni măng a ha si mê ye cha tang u ba nay han ti ve rang ta sang na sang ma ti a cúc chi măng a pha thi măng a chi ni măng a ha si mê ye cha tang u ba nay han ti ve rang ta sang na sang ma ti. Dạ, con đã đọc bài xong, nhà con xin mời vị có tiếp, nhà con xin xuống biết có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con cảm ơn ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn xin tăng khủng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức chư kinh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta, cảm ơn Kim Nhung và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa trả bài thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay nha quý vị. Dạ, dạ Nhật Quỳnh, bây giờ Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước. Dạ, còn vị nào chưa trả bài thì xin mời bàn tay đưa lên và mời ba ông thần, không biết nãy giờ ba ông thần có vào chưa. Sách viên thấy nhảy ra nhảy vào hoài à. Nó ân thần để Nhật Quỳnh trả bài trước đi nha. Để Nhật Quỳnh lên mời ba lần rồi ngài cho ăn chè đó. Dạ, để Nhật Quỳnh trả bài trước rồi Nhật Quỳnh sẽ mời ba ân thần nha. Ách cấp chi mặn, a quy chi mặn, a chi ni mặn, a hà si mề về chất tăng ở bên này hành tí về rằng quê răng tề sằng nó sầm mắt tí. Ất cốc chi mặn, a quá thi mặn, a chi nặng, a chi ni nặng. Con đọc sai rồi, cho con đọc lại. Ất cốc chi mặn, a quá thi mặn, a chi quy ni mặn, a hà si mê về cho tăng u ma này hành tí quê răng tề sằng nó sầm mắt tí. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp trường âm nhấn, cốc trường âm nhấn, chí đoạn âm. Măng trường ập theo giọng nguyên âm, á quá ha, á quá thí, ba đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á chi ni, ba đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm. Ha trường âm thông thường, xí đoạn âm, mê trường âm thông thường. Áp cốc chí mang a qua thi mang a chi ni mang a chi ni mang a hà si mê về trường âm thông thường chá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm u bá hai đoạn âm này hành hai trường âm nhấn tí đoạn âm quê trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tê trường âm thông thường sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm ná đoạn âm xăm trường âm nhấn mát tí hai đoạn âm về cho tăng ở bên này hành tí quê răng tê sằng ná xăm mát tí át cấp chi mạng áo quá thi mạng a chi ni a chi ni a chi ni mạng a hà si mê về cho tăng ở bên này hành tí quê răng tê sằng ná xăm tí. Dạ, cho con đọc lại một lần nữa. Ất cấp thi mặn, a quá thi mặn, a chi ni mặn, a hà si mê về cho tăng ở bên này hành ti quê răng tề sằng nó sầm mắt tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con thành kính đảnh lễ tri ân, chi tôn Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có đọc sai và phân tích sai, xin ngài và đạo tràng chỉ cho con sẽ sửa lại. Dạ, mời ba ông thần ạ. Quên nữa, chưa có cài ngồi bị rầy nữa. Dạ, dạ con xin được cài ạ. Con bữa nay bị con nấu đồ nó bị khét rồi nên con bị phân tâm. À cốc chim ăn à quả thì măng a chi ni măng a hà si mê
cha tăng ô bà na e han te vệ răng te sang na sam ma te a cọc chi măng a qua thế măng a chi ni măng a ha si mê vậy cha tăng u bà na e han ti vệ răng te sang na sam ma te. Dạ mời ba ông thần nhà Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn huynh gia Nhật à. Dạ mời ba ông thần. Hello, hello. Hello mọi người nghe con. Dạ, con kính cảm ơn quý cô chú. Trước hết con kính đảnh lễ sư ông Trí Đức cùng quý sư ông đang hiện diện trong Zoom. Con kính lễ quý bà quý cô chú nữ. Con kính chào quý cô chú và anh chị. À, cho con xin bài. Con đang còn ngó trong iPhone cho con. Hello. Cô chú nào có bài cho con xin nữa. Dạ, con cảm ơn cô. Con xin đọc ạ. Câu kinh pháp cú số 3. Ác cóc chi măng á quá tí măng á chi mi măng á hà si mê về chát tăng u ban nê hân tí quê răng tê sân má sâm má tí. Con xin đọc lần nữa ạ. Ác cóc chi măng á quá tí măng á chi mi măng á hà si mê về chát tăng u ban nê hân tí quê răng tê sân má sâm má tí. Ác cóc chi măng á quá tí măng á chi mi măng á hà si mê về chát tăng u ban nê hân tí quê. Chí quê răng tê sân má sâm má tí. Con xin phân tích ạ. Ác là trường âm nhấn, khóc là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, quá là đoạn âm, tí là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, chí là đoạn âm, ní là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, pá là đoạn âm, nê là trường âm nhấn, hân là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, T là trường âm thông thường, san là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, sâm là trường âm nhớ, má là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ. Con xin đọc lại một lần nữa ạ. Con lụm cụm. Cô Nhật Quỳnh nhé, con đổ thừa cô lay cho con. Ác cóc chí măng á quá tí măng á chí mi măng á hà chí mê về cha tăng u ba nê hân tí quê răng tê sân đá sâm mát tí. Và con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thẳng tôi, cướp tôi, ai ốm hiềm hận ấy, hận thù cũng thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, tả lạ, nó thẳng tôi ấy, hận thù cũng thể vui. Và sau đây con xin kể phải kể cái gì khác một chút. Hôm nay bên con trường mua bát trường luôn. Để con coi, con kể ở điện này. Con trước tiên con xin sám hối cho ông Chí Đức và toàn thể đạo tràng. Con chỉ muốn làm lạ lạ vui vui thôi, con không có ý gì, con xin sám hối trước. Để bình tĩnh. Aku chimang awa timang a chimimang aha chime ye chatang u banai hanti
Quỳ lên tê sân ma sầm ma tì. Con không biết là có ai biết điều này của cái bài gì không, nhưng mà con nghĩ là quý cô chú sẽ nói ra. Con muốn con làm lại, con kể lại một lần nữa thêm điều này, con kể lại nữa. Con hơi run. Akuchimang awatimang ai ahashime ye cha tang u ban ne hung ti we ran te san na samati. Dạ con xin hết ạ, và con xin thành thật sám hối. Dạ không à, nhiễm chưa. Dạ con xin xuống. Alo, 123, 123. Xin ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo đã kết thúc cái phần coi như là phân tích ha. Nhưng mà hôm nay quý vị thấy giọng kinh, giọng kệ của xin ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo đặc biệt là thế này. Trời mưa ở ngoài trời ha, nhưng mà mưa luôn ở trong lòng à, mưa ngoài trời nhưng mà ướt ở trong lòng. Cho nên khi mà cái vấn đề mà ở đây tiếng Việt á ha, tiếng Việt á, Bali không nói nha, tiếng Việt á, quý vị nghe ha, nó đánh tôi à, nó mắng tôi, đánh tôi tá lả, đâu có giữ tá lả trong này đâu ha. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm phận ấy, phận thù không thể nguôi. Đâu có gì tá lả trong này mà đánh tôi tá lả. Tá lả ở đây có nghĩa là mưa ngoài trời, mưa trong lòng luôn. Sa thú, xin ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo đem đến cho đạo tràng của chúng ta một sinh khí mới ha, linh động. Cái này cũng rất quan hệ khi mà chúng ta học ở trong cái tinh thần cởi mở, thông cảm, để có sự cảm thông với nhau, thì chính cái vấn đề đó chúng ta tiếp thu nó dễ hơn. Còn mà học nghiêm túc quá khó tiếp thu. Quý vị cũng hiểu cho sức ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo ha. Tuệ Đức vừa đến vừa có hỏi. Rồi, bây giờ chúng ta đọc được ha. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này. Bây giờ đi vào phần tư vấn. Akuchimang awatimang. Câu đầu tiên, chúng ta có 4 từ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Akuchimang. Đây là một động từ quá khứ số ít. Động từ này cho chúng ta ý nghĩa là đã sỉ nhục, đã la mắng, đã chửi rủa, đã mắng nhiếc. Akuchi đã sỉ nhục, đã la mắng, đã chửi rủa, đã mắng nhiếc. Đó là cái từ Akuchi. Từ thứ hai, Akuchi là đã sỉ nhục, đã la mắng, đã chửi rủa, đã mắng nhiếc. Nghe con gà gái không chịu nghe, ta nói gì hết trơn. Giống như sĩ công đi ăn thần tài, ông ta mưa ngoài trời mà còn mưa trong lòng nữa. Rồi chứ đã sỉ nhục, đã chửi cũng được rồi, ngắn ngắn vậy nó gọn ha. Rồi chứ măng, măng do cái từ a hằng là một đại từ ha, a hằng là tôi á, nhưng mà chữ tôi này, chữ a hằng này được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỷ phát thi hay câu quá trình á, cho nên chữ a hằng biến thành măng. Măng có nghĩa là đến tôi. Đúng rồi, đến rồi.
Từ thứ ba, Awathi. Awathi đây cũng là một cái động từ số ít về quá khứ. Awathi có nghĩa là đã đánh đập, về chửi mắng rồi, bây giờ tới đánh đập nè. Đã đánh đập và chỉ mong là Phật đến tôi, không đánh đập người khác mà thấy tôi dễ ghét quá cho nên nó đánh luôn cả tôi, đánh đến tôi, đã đánh đập đến tôi, đã chửi mắng đến tôi. Vậy thì câu đầu tiên Akkochimang Awathimang nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi. Câu đầu tiên có ý nghĩa vậy ha. Rồi bây giờ đến câu số 2. A chi ni mang a ha si me. A chi ni đây cũng là một động từ quá khứ số ít ha. A chi ni tức là đã chiến thắng. Achille, chữ măng thì quý vị thấy ở trên, đến tôi do từ a hằng ha. Rồi chữ a ha si đây cũng là một động từ số ít quá khứ. Là đã tước đoạt, đã cướp, đã lấy đi. Đã hà si, đã tước đoạt, đã cướp, giật, đã lấy đi. Chữ a hà si. Rồi tới chữ mê là cuối cùng ha. Chữ mê cũng do đại từ a hằng, nhưng mà đại từ này được chia theo sở hữu các số ít chát thí quỷ phát tí ê tô vật trần á. Cho nên chữ a hăng này nó biến thành mê. Mê là của tôi. A hà si mê, đã tước đoạt, đã cướp đi, đã lấy đi của tôi. A hà si mê, trong và a hà si mê như là trước là một xuồng nói ha. Là chữ si mê cũng đúng chứ hả? Tại vì của mình chịu giữ để cho người ta giật đi, cướp đi. Thế đó thì nó không phải là si mê mà giống như si mê như là trước một xuồng hồi nãy đọc ha. Trường hợp thời buổi bây giờ mình rất là tỉnh táo, nhưng mà khi có của cải tài sản rồi người ta lừa gạt mình bằng manta, tức là bằng những thuốc miên, bằng những bùa ngải, họ chỉ tới họ nhìn vào mình, họ nói trời nói đất gì đó mà mình mê mắn luôn, thì cái đó là coi như mình không biết mình là ai, thì có thể là dùng cái từ si mê ha. A chi ni mang a ha si me, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi, rồi xà thủ quân an cần. Câu số 3, về cho tầng upa này hành tí. Chữ dê do đại từ giá, đây là một đại từ quan hệ nam tính ha, và đại từ giá này đã được chia theo chủ các số nhiều, tức là bà tham á bà hú quá chánh năng quỷ pháp tí, cho nên giá biến thành dê. Dê là những ai, những người nào, những ai, những người nào
chá là và ô biết khi chân trụ rồi sinh nhật bình số 1 ha. Chá là và rồi chữ tăng, tăng đây là một đại từ nam tính à, do cái từ tá. Nhưng mà tá này được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quy pháp thi e có quá trình a, cho nên tá biến thành tăng. Tăng có nghĩa là điều ấy, tăng là điều ấy. Rồi chữ cuối cùng Upanay Hanti, cái động từ này nói về cái gì đây? Upanay Hanti đây là một động từ hiện tại ha, nhưng mà số nhiều à, động từ số nhiều. Upanay Hanti có nghĩa là ấp ủ hay là ôm ấp à, do cái căn ngữ náp có nghĩa là cột là buộc à. Thì Upanay Hanti có nghĩa là ấp ủ ôm ấp. À chữ ôm chứ ai, chữ ôm hả? Chữ Nhật Quỳnh chữ ôm chữ em mà trong vai chữ anh à, chữ ôm. Trời ơi ba ôm hả, chứ không phải má hay sao hả? Hay là ba ôm này con số 3 trước nè, khổ đế thiệt. Đây câu số 3, về cho tăng Upanay Hanti và những ai ấp ủ điều ấy. Rồi, xin anh Xích Hà cười cười xin Nhật Quỳnh đó. Và những ai ôm ấp điều ấy, điều ấy chắc là cục quan trái đó. Ừ. Rồi câu cuối cùng quê răng tê sân na sầm ma tí, quê răng tê sân na sầm ma tí. Chữ quê răng do cái từ quê ra, quê ra là một danh từ trung tính akaran tanapum sakalinga, và quê ra ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo quy pháp tí e câu quyết định á, cho nên quê ra biến thành quê răng. Quê răng là sự hận thù, quê răng là sự hận thù. Rồi chữ tê xăng, tê xăng do đại từ tá, đây là một đại từ nam tính ha. Nhưng mà chữ tá này được chia theo sở hữu các số nhiều à, sở hữu các số nhiều có nghĩa là chát thí quỷ phát tí và hú quá trình ha. Cho nên chữ tá biến thành tê xăng, tê xăng là của những người ấy, tê xăng là của những người ấy. Rồi chữ ná có nghĩa là không, đây là một bất biến từ, ná là không. Rồi xăm mà tí, à, sammati, sammati đây cũng là một cái động từ hiện tại ha, một động từ hiện tại có nghĩa là động từ này động từ số ít nha, chứ không phải số nhiều. Động từ này cho chúng ta ý nghĩa là được chấm dứt, được lặng yên, được chấm dứt, được lặng yên. Nhờ vậy thì câu Phật ngôn số 3 này được chấm dứt, được lặng yên. Câu Phật ngôn này cho chúng ta ý nghĩa: nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Và những ai ấp ủ điều ấy, sự thù hận của người ấy không được lặng yên. À, nghe lại ha. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, không có chữ tá lả trong này nha. À, xích ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo. Hồi nãy đọc tới chỗ mà đánh tôi tá lả nè, nhưng mà đây không có nè. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã được, à, nó đã tước đoạt của tôi. Và những ai ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy không được lặng yên.
Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: nó cướp của tôi là còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Đánh tôi, nó cướp tôi đã còn nhục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Đó là Hòa Thượng Giới Đức ha. Còn Hòa Thượng Minh Châu thì ngắn gọn có 5 từ. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Như vậy thì phần tự vận chúng ta cũng đã đi qua ha. Trong cái phần tự vận này có ai thắc mắc gì không? Cái quan trọng là chúng ta học hỏi, chứ không phải là học như là sao cũng được. Không phải nhắm mắt đôi chân ha. Hôm qua chúng ta tắm trên dòng sông đó, nhưng mà hôm nay chúng ta tắm cũng trên dòng sông đó, nhưng mà nó khác nhau, chứ không phải là hôm qua là hôm nay. Thì đây là một câu Phật ngôn 2600 mấy chục năm đó, nghĩa là nó lâu lắm. Thì người ta hay dùng cái từ xưa như trái đất ha, nhưng mà đừng có coi thường. Cái sự thật nó luôn luôn nó hiện diện trước mặt chúng ta. Lời nói xưa ôn cố tri tăng hả, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái thực tính pháp nó nằm ở ngay trước mắt của chúng ta, mà chúng ta có nắm bắt được hay không. Cho nên câu Phật ngôn số 3 và câu Phật ngôn số 4 cùng một duyên sự. Vậy thì khi đến câu Phật ngôn số 4, chúng ta sẽ hiểu cái lý do tại sao Đức Phật nói lên câu này. Vậy thì bây giờ cái thời gian còn lại là thời gian để cho quý vị thể hiện sự hiểu biết của mình qua câu Phật ngôn này. Tức là câu Phật ngôn này đối với chính cá nhân của chúng ta, chúng ta có vấp phải hay không? Có phải là ai cũng nhìn chúng ta là đẹp trai, đẹp gái ha, rồi người ta họ thương mến, họ chiều chuộng, họ nịnh bợ chúng ta, mà chẳng có một cái đứa nào, chẳng có một người nào mắng mình, cướp của mình ha? Rồi có trường hợp đó xảy ra không? Có trường hợp mà mình đã bị giống như câu Phật ngôn này, tức là họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Đó là tự nhiên nó ào tới, mà nó chửi mắng, nó vu khống, nó làm cho mình đau khổ. Như trường hợp của Đức Phật đứng ngồi thuyết pháp vậy, cái bà chinh cha này ở đâu ở ngoài mang bụng mang dạ chữa vô chỉ mặt Đức Phật: ông làm những điều xấu xa như vậy, ông bây giờ ông còn ngồi đây nói lên những cái lời đảo mạo đạo đức, tại sao ông cho bà Quý Sa Ca, ông có cô độc săn sóc cho tôi? Mắng Đức Phật giữa hội chúng như vậy. Đối với các bậc thánh thinh văn thì các ngài tỉnh bơ, bởi vì thiện ác đã xả bỏ, gánh nặng đã đặt xuống. Các ngài không có quan tâm, các ngài nghĩ rằng đây là cái nghiệp phải trả thôi. Nhưng mà còn những cái người phàm phu tục tử ha, chỉ đến những cái bậc thánh hữu học á, như ngài Ananda, bà Quy Sa Kha, cùng mũi lòng than khóc, nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum ha. Các vị thánh hữu học cũng trong cái trường hợp như vậy. Còn chúng ta là phàm phu mà tục tử, chỉ tục tử thì nghe nó còn có lý, nhưng mà chúng ta là phàm phu tục tiểu, nghĩa là còn tệ hơn tục tử nữa. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào khi mà nàng chinh cha mà đến phỉ báng vu khống Đức Phật như vậy, nhưng mà ngài vẫn tỉnh bơ, ngài nói cái chuyện này
chỉ có nàng và ta thôi. Câu nói như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu như thế nào? Mình đứng ngồi thuyết pháp như vậy đó, mình tới chửi. Cái này gọi là chửi tá lạ, chứ không phải là hồi nãy là coi như là chiếc ông Địa Âm Tăng Tài nói là đánh tôi tá lạ. Đây là chửi, chửi mắng mà vu khống tá lạ. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói một câu, chuyện này chỉ có nàng và ta biết thôi. Vậy thì đối với chúng ta càng hiểu lòng thêm nữa, càng hiểu không tốt hơn nữa. Tục tử là tục tiểu, tục tiểu đâu có chữ trong này. Này là tiểu trung đại, mà tiểu này là tục tiểu là cái gì, nghĩa là thô tục á, bẩn thỉu á, nghĩa là tận cùng của xã hội. Cho nên dùng cái giấy mà mỗi lần nói ra là 500.000 rồi đó, cái là gọi là tục tiểu. Tục tử, trời ơi khổ quá, chữ này thành nó chữ tử rồi. Tục tiểu, bỏ chữ e đi, bỏ chữ e đi là xong ngay. Rồi bây giờ đúng rồi, tục tiểu là vậy đó. Siết Hà, Siết Nhật Quỳnh. Rồi bây giờ thời gian còn lại bao nhiêu? 6:08. Đây là một cơ hội để cho quý vị thể hiện quý vị hiểu như thế nào. Rồi qua cái duyên sự sẽ sáng tỏ ha. Qua cái duyên sự, tức là qua câu Phật ngôn số 4 thì sẽ hiểu rõ. Còn bây giờ theo sự hiểu biết của chúng ta đối với thực tại, tức là lời của Đức Phật nói, nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ đến cái hiện tại này cho nó thích nghi. Thời gian còn lại chúng ta xin được phép mời Huynh An Trần ha. Huynh An Trần nghĩ là không có thời gian để mình đóng góp ý kiến vào câu Phật ngôn này. Vậy thì ý kiến của Huynh An Trần trong cuộc sống có bị người ta mắng chửi, đánh đập, cướp giật hay là không? Rồi mời Huynh trình bày theo cái quan điểm của Huynh ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin có ý kiến trong cái câu Phật ngôn số 3 là trong cuộc sống thì có cái nhiều trong công việc thì có nhiều sự gia chạm, nhưng mà nhờ không biết Phật pháp nên khi mà có những sự bất đồng hoặc sự bất công, hoặc là những cái lời không hay đối với bản thân, thì con quán niệm nhân quả, giống như là hồi trước chắc mình làm cái gì bất công với người ta, hoặc là mình chửi rủa người ta, thì bây giờ người ta chửi rủa mình lại, thì mình chấp nhận. Mà khi mình có cái tâm chấp nhận đó, là tâm xả, thì thay vì hồi đó mình ngủ mình cứ suy nghĩ mình ngủ không được, thì bây giờ mình hiểu được cái nhân quả, thì mình tập xả bỏ bớt, thì giống như mình không có còn cố chấp, cứ ôm ấp cái chất chứa trong lòng á, thì nếu mình chất chứa trong lòng á, thì là mình hờn giận, rồi mình ôm ấp những cái bất công đó, thì cái tâm mình nó không có đánh dịu, mà nó không có ngu ngoai được, thì cái hận thù nó sẽ chồng chất. Thì nhờ cái câu pháp cú này, bà con nghĩ nếu mình không có chấp cái niệm không
có cái tâm xả thì con người mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì mình tập xả bỏ bớt cho cái thân thể mình, cho nó, cho con người mình nó nhẹ nhàng hơn. Người không chấp niệm ấy là người không nhớ tưởng, không lưu tâm để ý hoặc là biết suy nghĩ gì nghiệp quả. Nên dù có bị mắng, bị đánh đập thì mình nghĩ như vậy, thành ra mình không có gây thù chuốc oán nữa, và hạnh lòng sẽ nguôi ngoai. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Dạ, khi mà mình xả bỏ được thì cái hận thù nó sẽ nguôi ngoai, và mình sẽ nhẹ nhàng hơn, và cái nghiệp của mình tạo nó không có bị kéo dài nữa, là con đường sanh tử của mình nó rút ngắn lại. Là con nghĩ như vậy. Dạ, con xin cảm ơn sư trí đức và kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mít. Sa thú Quỳnh ăn cần ha. Quỳnh chia sẻ một cách rất là nhẹ nhàng ha. Qua cái âm điệu mà Quỳnh đã trình bày, chứng tỏ rằng cái nội lực Quỳnh cũng ổn định ha. Sa thú câu Phật ngôn, mỗi người hiểu theo một khía cạnh. Để rồi chúng ta nghe và tổng hợp những ý kiến đó. Rồi bây giờ mời tiếp ha. Ở đây nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Cái gì mà một câu mà tới bốn chữ tôi trong này, hai câu mà tới bốn chữ tôi. Tôi có phải là chấp ngã không? Alo, tôi có phải là chấp ngã không? Mà khi đã chấp ngã thì do cái gì mà mình chấp ngã? Do tâm tham, do tâm sân, do tâm si. Để rồi mình mới cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ ha. Mình là số 1 ha. Ai đụng tới mình là xin lỗi, coi chừng ăn đòn ha. Thì tham, sân và si. Thì cái câu số 2, a chi ni mang a ha si me. Chữ si mê rõ ràng như vậy đó mà đọc làm thành ra si mê. Alo, mời Sĩ Chiếc Lá Mùi Xuân có ý kiến về câu Phật ngôn số 3. Sĩ Chiếc Lá Mùi Xuân có chớp mái không? Người ta ở đây chữ si mê rõ ràng đọc là si mê. Mà si mê là do cái gì? Do tâm tham, do tâm sân và tâm si ha? Để rồi mình mới bị si mê, nó lôi kéo. Alo, Sĩ Chiếc Lá Mùi Xuân có chớp mái không ạ? Thì Chiếc Lá Mùa Xuân ha. Cái nghĩa là đừng thực hành pháp môn tam tình nhục, tức là không nghe, không thấy, không nghi ngờ ha. Ai nói gì kệ người ta, mình không quan tâm tới ha. Có phải vậy không? Chiếc Lá Mùa Xuân, đừng thực hành pháp môn tam tình nhục không? Không nghe, không thấy, không nghi ngờ. Alo, có chiếc máy không? Rồi, xong ngày. Bây giờ mời Sích Hà này ha. Sích Hà hồi nãy nó có Sích Diệu Tịnh rồi gì đó. Bây giờ coi như không có Sích Diệu Tịnh, mà tại sao coi như VM chúng tôi làm nó đen vúi xua, làm coi như không thể sinh hoạt được. Alo, Sích Hà hiểu như thế nào về câu Phật ngôn này? Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Mà cướp cái gì, thắng cái gì? Xin mời Sích Hà. Dạ, Nam Mô Phật Thà, dạ, Nam Mô Thanh Mai, dạ, Nam Mô Sàng Khà. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào Đạo Tràng, dạ, con kính ảnh lễ Quý Tăng và Nữ, dạ.
Dạ thưa ngài, dạ con có thấy cái cô Tịnh Diệu Tịnh đó, thưa ngài cũng mới vô mà nãy cũng vô cổ ra, cũng vô cổ ra, thành ra chắc để con chỉ cổ dùng, tại cổ cũng muốn học kinh pháp cú, thành ra để con sẽ chỉ cổ sao, con không thấy cổ ở màn hình nữa. Dạ. Dạ cái câu pháp cú này thì theo con thì cái gì nó cũng có cái nhân cái duyên của nó, nhân và quả, thì nên nếu mà mình không có gì tự nhiên mà nó xảy ra hết, thành ra đối với con thì nếu mà ai mà mắng chửi mình thì con nghĩ cái hạnh phải hành hành xả, cái hạnh nhẫn nại đó thưa ngài. Con cũng nhớ là cái hạnh nhẫn nại là một trong 10 pháp ba la mật, thì nếu mà mình nhẫn nại, mình học pháp rồi thì mình biết đây là nhân, đây là quả, quả đã nhân đã gieo trồng thì quả phải gặt hái. Thì khi nơi tự đông có gì tự nhiên ta tới người ta đánh mình, ta chửi mình, thì phải có nhân duyên do những cái kiếp nào đó mình đã gây ra, bây giờ thì họ cái quả nó đến nó trả, thì phải nhẫn nại mà lãnh để mà không tạo ra nhân mới nữa, thì đã trả cái quả cũ. Thì đó là cái câu kinh pháp cú này, thì con nghĩ đa phần Phật tử đây nếu mà mình đã hiểu được cái lý nhân quả thì mình dễ dàng chịu đựng nhẫn nại để cho nó qua, rồi không cố gắng tạo nên những cái nhân xấu khác mà cố tạo nhân lành. Thì tu tập theo Đức Phật giảng dạy thì sẽ có một ngày thì mình cũng chứng đắc đạo quả như các vị thánh. Cái đó là cái niềm tin của con. Thì đối với cái bài học này con chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Và con kính cao nhất là cho ngài giảng dạy, và có thể những vị khác có thể chia sẻ thêm. Cái đó là phần con hiểu, và con xin trao mít lại cho ngài. Sa thú Thích Hà. Đây cũng là một cái pháp môn nhẫn nhục ha. Nhưng mà người đời người ta nói thế này, cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Vậy thì cái tiếng thơm nên để lại hay là cái tiếng thúi để lại? Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Thì như vậy nhịn là nhục, mà không nhịn thì bị đục. Bây giờ muốn cái gì đây? Thích Hà, tu tập hành nhẫn nại ha. Khanh ti ba ra mi ha. Khanh ti u pa pa ra mi. Khanh ti ba ra mắt sa ba ra mi. Nghe tiếng được tiếng mất hả? Làm sao giống như tập thể dục vậy? 1, 2, 1, 2. Alo, sĩ chuyên tập thể dục. Quý vị có tập thể dục không? Sĩ Trần Phụng nghe rõ. Như vậy là sĩ chuyên này phá rối độ hình không à? Hả? Làm rối độ hình. Chạy ra lấy trấn chạy vô, chắc chắn là nghe rõ. Ý kiến của sĩ Hà đối với câu Phật ngôn này có nghĩa là cái quả nó đã đến với chúng ta, nó mắng tôi, đánh tôi, tức là cái trường hợp này cái quả nó trổ. Mà khi cái quả nó trổ như vậy á, thì bây giờ chúng ta muốn hơn thua cái định luật nhân quả hay sao? Chúng ta đã tạo nhân bất thiện này, bây giờ quả nó trổ này, bây giờ chúng ta làm sao đây? Tiếng hờm hay tiếng thối cũng là pháp đến rồi đi. Trời ơi, hiểu được như vậy thì tuyệt vời. Hiểu như vậy thì tuyệt vời. Khi mà hiểu được như vậy, với cái tên của Siết Hà, Hà là sông gì ha? Hà là sông hả? Thì chúng ta phải biến cái thân xác của chúng ta thành ra một con thuyền để qua sông chứ sao vậy? Ví dụ, tâm thân giả tạm có chi màng, chỉ mượn làm thuyền để quá gian. Tức là chính Siết Hà, cái thân của Siết Hà là một dòng sông, mà dòng sông thì nó cứ trôi chảy. Bây giờ phải vượt qua cái dòng sông đó.
mà vừa qua dòng sông đó con nghĩ tưởng rằng thơm hay thối, tám pháp thế gian cũng chỉ là pháp đến và pháp đi, chỉ là pháp đến và pháp đi. Cho nên chỉ thà nghĩ rằng tu tức là đi ngược dòng nước, còn nếu mà đời thì đi xuôi theo dòng nước. Bởi vì đời thì nó cộng vô rất là nhiều, mà đạo anh thì phải một cái dấu trừ to lớn, một dấu trừ. Như vậy thì chúng ta phải ly tham, thì chính cái điều này Pháp Hà, Sĩ Hà đã nhận thức được pháp đến rồi pháp đi, thì đây là cái quả nó trổ, thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải chấp nhận. Chứ không phải nói ô nhịn là nhục, mà không nhịn thì mình bị đục thối. Sao thủ Sĩ Hà. Rồi mời tiếp ha. Quý vị cứ lên chia sẻ tự nhiên đi, đừng có ngại gì hết đó. Cứ lên chia sẻ tự nhiên. Bây giờ mời Sĩ Hạnh Kiểm nè, lớn tuổi rồi, 99 tuổi. Alo, Sĩ Hạnh Kiểm, có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn số 3? Bây giờ đâu bán cà phê nữa đâu, ở nhà nó phụng dưỡng mẹ già, vậy là phước quá rồi. Rồi, có ý kiến thế nào mời. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con có ý kiến câu về câu Phật ngôn mà con có một cái câu chuyện xảy ra với trong cuộc đời của con cũng hơn một năm. Lúc đó con cũng còn non nớt lắm, không biết gì hết trơn á. Con đã xử sự trong cái khoảng thời gian dài, giờ con muốn quý đạo hữu trong đạo tràng con muốn xin một lời khuyên đi. Và cái câu chuyện là như vậy, nó có liên quan đến cái câu pháp cú số 3, là con với cô bạn của con đi chùa lâu năm lắm rồi, cổ theo con, sau này cổ theo con từ bên Bắc Tông, cổ theo con qua Nam Tông, chơi rất là thân. Và gia đình của cổ thì có những người con cũng biết đạo, rồi có những người con rể rồi thì cũng hơi khó chịu, rồi chồng cũng hơi khó chịu. Trước đây chỉ đi chùa chứ thường hay trốn né dữ lắm. Rồi sau thời gian sau thì cũng chuyển dần cũng tốt, người chồng cũng đồng ý. Rồi con cũng không biết làm sao, gia đình sao con không biết, cũng con cũng tới lui chơi. Thì tự nhiên cái có một cái tin nhắn, cái cô con gái của cổ thường thường hỏi con chuyện gia đình này kia chất vấn nhở, con cũng không biết thì con có sao con trả lời vậy. Cái tự nhiên có cái tin nhắn như vậy, nói là con nói, con đọc để cho ông đạo tràng nghe. Con nói lần này nữa rồi thôi, coi như gia đình của con với dì đã hết duyên với nhau rồi. Thôi dì đừng qua lại với mẹ con nữa, dì càng gặp thì lại càng thấy mối quan gia. Mặc dù hai lần trùng hợp dì xuống nhà con rồi về, thì cả hai lần đều có chuyện xảy ra không hay với gia đình con. Mặc dù dì có giải thích là không liên quan đến dì, nhưng lương tâm của mẹ và con vẫn không tin tưởng điều đó là trùng hợp. Thôi dì xem như không biết đến gia đình con đi nữa, và hãy để gia đình con yên, mong dì đừng tới lui với mẹ con nữa, vì con không thích. Thế là con mới trả lời, con thừa thông minh để hiểu biết, không ai gây quả cho ai được cả, do quả chín mùi dì cũng biết là cái cớ để con trả hận thù dì, nên dì nhận vậy. Rồi xong rồi nó mới gửi một tin nhắn nữa, nhưng gia đình con không thích thấy dì tới lui với mẹ con nữa, sợ không biết còn quả nữa hay không. Vậy là con mới trả lời, nói nếu trong lòng con thù ghét dì thật thì dì cảm ơn, dì nhớ mà Đề Bà Đạt Đa không thù ghét Đức Phật thì ngài không được thành Phật.
về với mẹ con không phải là bạn mà là đạo hữu U Bà Di của một chúng trong tứ chúng của đạo Phật. À, thôi thì con yên tâm đi, vì không tới lui gia đình con nữa, nhưng vì không ngăn cấm hay từ chối bất cứ ai cần đến gì. Vì tìm mẹ con hay mẹ con tìm gì không phải vì giải trí mà vì công tác Phật sự hộ trì Tam Bảo. Là từ đến đó đến nay là con không có đến nhà, nhưng mà con vẫn thông báo những cái gì mà đi làm thiện pháp. Thì hai chị em với mẹ cái cô đó vẫn chơi với nhau rất là hòa hợp và vẫn đi chùa. Nhưng mà cái cô bạn của con đó này cứ có những cái gì ở nhà mời con thì con tìm cách từ chối. Thì con đã giữ cái lời hứa, con đã hứa rồi, con không có ấy, thành ra con không biết bạn con có buồn mà con cũng không có dám thổ lộ cái chuyện gì để cho cổ biết là con cổ đối xử với con như vậy. Nhưng mà không phải, con không phải, con không phải là con có cái hiềm hận gì hết. Nhưng mà cái đó là con giữ cái lời hứa thôi. Con như vậy thì con làm như vậy có khuyết điểm gì không thưa sư? Dạ con xin sư và đạo tràng cho con xin ý kiến ạ. Dạ con xin cảm ơn. Con xin dâng mic lại cho sư. Alo. Cái này cũng hay quá ha. Cũng thích hợp với câu Phật ngôn này. Nhưng mà thời gian còn có 2 phút ha. Thời gian còn có 2 phút. Đức Phật Ngài tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Còn cái lời nói của chúng ta giống như gió thoảng mây bay. Người nghe, họ nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia. Và mình có một cái đức độ nào để cảm hóa người đó được. Chính nhiều khi trong gia đình, chồng, con, mình nói nó cũng không thèm nghe. Thì bây giờ mình lên giọng dạy đời người ta nó khổ lắm. Cho nên huynh đang cần nó làm thinh là ok. Im lặng của bậc thánh, cái đó là tuyệt vời. Còn bây giờ nếu có những cái sự xích mích oan trái nhau vậy, người này nghe người kia không nghe, nhưng mình nói có đúng thời đúng lúc hay không, chuyện đã xét lại ha. Quý vị nghĩ với câu Phật ngôn này nói lên cái ý nghĩa thế nào. Mà bây giờ chúng ta quánh hả? Trời ơi, quánh phải là quánh tá lã, chứ mà quánh không không được nha. Còn quánh tá lã, đánh tôi tá lã đó. Ý nghĩa câu Phật ngôn này, nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp tôi. Hai câu này. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ tưởng đến một cái vị mà thiên nhân chi đạo sư, thầy của chư thiên và nhân loại. Ai mắng? Xin cha vu oan giá oan ha. Ai mắng? Mà gần đi già ha, suốt 7 ngày không cho Đức Phật đi bác mà cũng mắng chửi. Mắng chửi không phải một mình mà mắng chửi đến cái độ mà coi như bỏ tiền ra thuê côn đồ. Thuê côn đồ nó mắng chửi là làm cho Đức Phật coi như quê. Mà Ngài Ananda chịu cũng không nổi nữa. Ngài Ananda chịu không nổi. Rồi đó là mắng ha. Còn đánh, ai đánh Đức Phật này không phải đánh mà giết luôn. Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống cho Đức Phật chết đi. Khi mà Đức Phật chết đi thì mình sẽ lên làm Phật, muốn chiếm cái ngôi vị chánh đẳng chánh giác. Mà lăn đá từ trên cao lăn xuống để cho Đức Phật chết. Nhưng mà cái tảng đá đó nó bị kẹt hai cái tảng đá khác mà nó bể ra một mảnh, mảnh đá mà nó rớt xuống trúng chân Đức Phật, đổ máu. Như vậy thì thấy rằng muốn giết Đức Phật luôn chứ đừng có nói đánh. Rồi không riêng gì Đức Phật mà Ngài Mục Kiền Liên bị đánh đến nỗi mà tan xương nát thịt luôn. Những cái vị mà thường thú tinh băng còn bị như vậy. Thì bây giờ thắng cướp, thắng cái gì, cướp cái gì? Thắng cướp chẳng qua là tài sản, mà tài sản như mẹ của Ngài Sô Ná nghe thứ pháp
con của mình thuyết, chứ không phải là người người ngoài, không phải là những vị khác. À, ngài Xô Ná thuyết pháp cho mẹ nghe, mà bụng cướp nó vô, nó mở kho vàng, mở kho bạc, mở kho để nó lấy đồ. À, tỳ nữ tới báo, nhưng mà bà ta lại nói, ôi sao nó muốn lấy gì cứ lấy đi, để ta yên lặng nghe pháp. Thì khi mà người ta cướp đoạt tài sản của mình bằng mồ hôi nước mắt, nhưng mà rồi cái bà ta cũng mang tới nữa, à chỉ có cái pháp bảo là quy bảo, à và chú ý nghe pháp để rồi đạt được cái gì, không phải là tài sản của nhân loại mà đạt được thánh sản chứ không phải là thiên sản. À, ngồi nghe con mình thuyết pháp, à, chú tâm, à, để rồi an trú trong pháp đạt được thánh sản. Thì cái phàm sản của nhân loại này không bằng một gốc của thánh sản. À, thì quý vị thấy rằng các Phật con này đem lại cho chúng ta một cái vấn đề, quả nó đến thì chúng ta phải chấp nhận, nhưng mà khi chấp nhận như vậy thì đừng có chấp thủ vào trong cái ngũ uẩn này. À, đừng có nói mắt tôi, đừng có nói mũi tôi, đừng có nói tai tôi, đừng có nói đây là tài sản của tôi, đây là con tôi, đây là xe hơi nhà lầu của tôi. Chính cái tôi đó là cái bản ngã mà mình chấp thủ vào đó. Vậy rồi phải ôm cái hiềm hận và cái hận thù có qua có lại mới tỏa lần nhau, trước sau gì cũng chết. À, thì bây giờ tại sao mình mang vô một chiếc chinh nhiều vậy? À, mưa ngoài trời kệ nó, mình mưa trong lòng làm gì? Giống như siết ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo. Mưa ngoài trời kệ mưa ngoài trời, mình không ước là được rồi. Nhưng mà đem mưa ngoài trời vào trong lòng, để rồi mưa cả ngoài trời, mưa trong lòng. Cho nên cái chữ này, nó mắng tôi, đánh tôi, năm chữ đủ rồi, thêm chữ tả lã phía sau, đánh tôi tả lã nữa. Thì cái đó là một cái điều mà mình đưa cái ngã của mình vô. Mình đưa cái ngã của mình vô đó làm gì? Để rồi mình phải khổ thôi. Mình ôm cái hiềm hận đó, cho nên hận thù không có nguôi được. Rồi câu Phật ngôn số 4 sẽ nói lên cái kết quả ha, và sẽ trả lời cho sự hành kiểm rõ, à, cái vấn đề đó. Tại sao mà ngài Thích Xá bị như vậy? Ngài Thích Xá là một cái nguyên nhân để câu Phật ngôn số 3 và số 4 được hình thành. À, thì câu Phật ngôn số 4 sẽ giải tỏa cho sự hành kiểm. Hôm nay thì sư Thanh Kiếm này, Huynh An Trần này, Sích Hà, có những sự đóng góp rất là tuyệt vời. Thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Sích Nhật, Hồng Nhật, Quang Hỷ, kết thúc buổi sinh hoạt, có điện thoại. Giúp khỏi những điều ô nhiễm ngũ nghịch.
nhập nơi tâm trong ngày vi lai.